Xin chào, những lời khuyên sau sẽ gợi ý cho bạn cách phản ứng nếu con bạn có hành vi sai trái. Thay vì tức giận và la hét, hãy cố gắng giải thích hậu quả của các hành vi tiêu cực của con. Điều này sẽ giúp con bạn chịu trách nhiệm về hành động của mình và là một cách hiệu quả để rèn tính kỷ luật cho con. Dưới đây là bốn lời khuyên về cách giải thích cho con biết về hậu quả. Thứ nhất, cho con một cơ hội để làm theo hướng dẫn của bạn trước khi nói cho chúng biết về hậu quả. Thứ hai, giải thích hậu quả một cách rõ ràng và bình tĩnh để con hiểu. Thứ ba, nếu con vẫn cư xử không đúng, hãy để trẻ chịu trách nhiệm và nhận lấy hậu quả từ các hành động của mình. Chẳng hạn như trẻ sẽ không được ăn kem hoặc không được sử dụng điện thoại trong một ngày đối với trẻ ở tuổi thiếu niên. Thứ tư, cho con bạn một cơ hội để thay đổi hành vi và khen ngợi con khi làm điều gì đó tốt. Tóm lại, hậu quả nên thực tế, có xem xét đến độ tuổi của con. Tức thì, giải thích hậu quả cho con càng sớm càng tốt. Thứ ba, hậu quả phải hợp lý, đảm bảo hậu quả không quá khắc nghiệt. Thứ tư, phải nhất quán, đảm bảo con bạn sẽ nhận lấy hậu quả nếu buộc phải để con chịu trách nhiệm. Hãy nhớ rằng, hậu quả có thể dạy trẻ tính tự giác, độc lập, tự ra quyết định và chịu trách nhiệm. Hậu quả cũng giúp trẻ biết rằng hành động của mình có tác động đến bản thân và những người khác. Đây là bài học quý giá con cần phải chuẩn bị cho cuộc sống bên ngoài gia đình khi lớn lên. Tuy nhiên, hậu quả nên được sử dụng như một phương sách cuối cùng. Bằng cách khuyến khích hành vi tích cực, bạn có thể đảm bảo rằng mình không phải sử dụng hậu quả và kỷ luật thường xuyên.